Chào anh em nha, máy này về bắt đầu em giao về công tâm nha. Máy này thì về chỉ có bảo dưỡng sơ hết thôi, chứ không có bảo dưỡng nhiều, tại khách gấp nó về á. Rồi, giờ bắt đầu chuẩn bị lên máy đây. Xong anh em. Rồi cảm ơn anh em theo dõi video ha. Khách chốt còn 70G ha anh em. Đó. Chào anh em nha. Bây giờ bắt đầu chụp hình với khách đây. Thì bác này mua máy để xem 70G nha. Rồi xong rồi anh. Dạ cảm ơn. Rồi chạy dưới đi đậu lỗ thôi. Thì để em chờ em làm bảo dưỡng cho khách. Máy này máy DC 70G Lut. Đời mới luôn ha. Máy đời cái lỗ nhỏ là trống ở dưới á. Dạ không lỗ. Đây sơ lược cái máy này nha nè. Hàm máy này hàm chưa lợp. Máy này là hàm chưa lợp nha nè. Rồi. Có máy còn nhiều nha anh em. Bây giờ bắt đầu chạy ra sau làm sơ cho khách nha. Rồi thời gian cũng gấp lắm. Chào anh em buổi trưa nha. Thì cái máy này bây giờ bắt đầu em tiến hành làm sơ cho khách nha. Trước mắt là bây giờ kiểm tra hộp số miễn phí cho khách ha. Đây hộp số em đã tách ra và đang bắt đầu tiến hành làm đây nè. Đây ha, bụi quắc sau đang sơn bụi quắc đây. Rồi chào anh em buổi trưa nha. Phần hộp số này thì em đã làm xong rồi đó, giờ chỉ còn làm một chút sơ sơ nữa mới xong. Như là sơn, dàn chân thì cũng đã xong rồi. Đó, mấy cái đạn cũ thay ra bỏ. Thay bánh tám mới. Đây mình giờ. Lần này thì còn ngon mà. Em thấy là giữ đeo lăng kim hết luôn rồi đó. Đó. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha. Là ở 167 quốc lộ 53, huyện Đồng Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Theo có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.